cả mọi người quay trở lại với Nam Thư và Reaction Running Man Chơi Là Chạy. Với khung cảnh quen thuộc như vậy thì mọi người biết chắc chắn Thư lại reaction rồi, đúng không? Và hôm nay Thư sẽ reaction tập mà rất là được mọi người chờ đợi, đó chính là tập 10 của Running Man Chơi Là Chạy. Và thật sự là Thư cũng được bật mí là tập này là sẽ có khách mời, không biết là ai, bây giờ mình phải coi thôi. Như tuần trước mình coi thì chúng ta đã biết được là những gương mặt, những tay ăn cắp giặt đã lộ ra, đêm khuya mò vào phòng người khác đó, và sáng ra thì sẽ chơi một trò chơi là cắn bánh sandwich. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta bước vào cuộc chiến đấu của hai vợ chồng nhà Lan Ngọc và Karit. Ngọc thì đang tìm chiếc muỗng, còn Karit thì đi tìm chiếc giày. Chết cha, chiếc giày trước mặt kìa Karit. Chiếc giày kìa, chiếc giày kìa. Karit thấy chiếc giày rồi. Cái nón nữa, cái nón nữa. Lẹ. Ủa sao phải nhấp nhấp vậy ta? Chạy lấy đà, mọi người, chạy lấy đà. Lan Ngọc đem được về món đồ đầu tiên rồi, món thứ hai là cái gì? Bé Ngọc tìm về món thứ hai rồi. Lại Ngọc. Nó có cây gậy nè bé Ngọc, cây gậy. Cái chạy trống. Đúng rồi. Chạy đi bé Ngọc. Chạy đi cưng. Phụ cô cam go cho hai vợ chồng ha. Lan Ngọc và Karit nha, vợ chồng trong Running Man nha. Thấy rồi, Ngọc thấy rồi. Karit cũng thấy luôn rồi. Đúng, vấn đề ai là người tốc độ, ai là người đem cái món đó về trước. Hay quá. Trời ơi, Karit xuất phát trước mà Ngọc giỏi quá, Ngọc thắng rồi. Karit mặt phờ phạt hẳn ra. Lượt chơi thứ ba là tới Ngô Kiến Huy và anh Trường Giang. Cái đạo trên má kìa Huy. Trời ơi, thằng bé còn tung tăng đi vô nữa. Ngô Huy không thả quá ha. Ngô Huy thái độ thấy ghét ghê luôn á. Mấy đứa về hay xui lắm Huy ơi. Ủa sao phải giấu cái món đồ đó để cho Phát không kiếm ra hả? Vậy sao không bỏ vô túi luôn? Để lên mình kiếm món thứ hai, rồi mình móc món thứ ba ra là mình thắng rồi. Go. Chai nhân hai hồi nãy Huy nó cất đó. Ủa cái này cái tâm mà. Chớ đâu có nào lộn á. Nhanh quá ha. Rồi lần này Huy hơn nè mọi người, tìm được cái chú nè, tìm được cái bút chì nè. Ôi, nói chung là với thời trò tìm đồ thì anh bé Ngọc nhất, anh Giang. Rồi bé Ngọc có 9 phút 32 giây, anh Giang 12 phút. Em nhiều lắm mà. Không phải lắm, đổ Ngọc lấy của em. Rồi bây giờ là mới tới giai đoạn gây cấn là đá này mọi người, chia đá nè. Không, thực sự là mình phải nói một tí xíu về cái đầu tóc, mình nghe nói là 7 triệu của Xuân Phạm. Khi qua tới Hàn Quốc mà nhuộm cái đầu tóc đó. Ủa sao nhuộm không nhuộm luôn cặp chân mày. Hai cặp chân mày thì bụi đen là đen, tóc vàng. Trời, với trò chơi trên xe thì hiện tại bây giờ người nhiều đá nhất đang là Xuân Phạm. Tôi nghĩ cái này là nó style vận động trường mọi người. Nào nước nha. Trời ơi, khó lắm mọi người. Ui. Cái này là phải đúng nghĩa là thể lực phải dồi dào nha. Tôi nghĩ trò này Xuân Phạm và Lê Minh Phát sẽ mặc anh Vinh nữa. Trời ơi, đã ví dụ đấu xong một vòng rồi phải đấu thêm một đội nữa lần. Hiện tại đang chia đội ra để chơi cái trò chơi vận động trường này á, thì là anh Giang, Phát, Xuân Phạm một đội, bé Ngân một đội, còn bé Ngọc và Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Karit một đội. Chạy lên, Ngọc dễ thương quá à. Anh Giang đội cái cài nữa kìa. Ngọc có lạnh vậy. Vàng để thương. Bé Ngọc qua được cái bức đấy rồi. Lăn xuống Karit, lăn xuống em. Lăn xuống cưng, lăn xuống. Đúng rồi đó, đúng rồi Ngân lăn nè, lăn nè, đúng rồi. Bé Ngân đấy nó tội quá mọi người. Quăng đi cưng, quăng đi, gần tới Xuân Phạm rồi, nó phải truyền tay đâu, quăng đi. Anh nhìn thấy cưng quá. Cách bà ơi. Hay quá, Xuân hay quá. Đúng rồi, thấy chưa, chỉ có ăn cái xúc xích là dễ hơn liền. Tại cái bánh nó nhẹ đó, xúc xích nó vẫn nặng hơn, nó nằm yên chỗ. Phát. Ủa, Phát lẹ quá vậy. Ui, Phát mạnh quá. Ôi, Phát khỏe quá vậy. Phát quá khỏe luôn, chân Phát rất khỏe luôn. Trời ơi, tới Ngô Kiến Huy tôi quải vậy mọi người. Còn nó mặc cái đầm nữa kìa. Đăng ten vàng, ở ngoài thì caro hồng. Hay quá Phát ơi, Phát gì đó rồi. Khủng khiếp, Lê Minh Phát, ôm Ngô Kiến Huy rồi. Nè, Huy ơi. Rồi, giờ tới lượt 2 là Xuân Phạm với lại Lê Minh Phát một đội, Trường Giang Thúy Ngân đội, làm sao mà ban Giang đấu lại được. Bên này có Phát quá mạnh. Thở đi Xuân, thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Giang, cả lớp nhìn đường quá. Gã lên Xuân, gã lên Xuân. Hay quá. Anh Giang ơi, ráng lên, anh Giang ráng nhảy qua nào. Anh Giang đừng có lọt hố nước nha. Đúng rồi. Hai, ba, anh Giang. Quá. Anh Giang lộn xuống nước rồi. Yeah. Bây giờ tới đội Lan Ngọc đấu với đội của Trương Thế Vinh. Chà, đội Ngô Kiến Huy với Karit vẫn đang vui vẻ quá nè. Đánh bên Ngọc đánh anh Vinh. Tới phía sau rồi Karit. Ủa? Trời ơi, Karit nó nhảy tụm xuống, gọi là tụm. Trời ơi, còn không lên nổi nữa, 2-3 người tới bưng. Tức là trong khu vực này sẽ có thêm nhiều đá, phải đi tìm đá để nâng cấp bản thân mình lên, nâng cái cấp mình lên. Và ví dụ như là mình không được xé những người có cấp bậc cao hơn mình. Mình sẽ đi xé để thử. Mỗi lần tới một cái Quy là nhìn nó ngáo mọi người, với cái cảm giác không phải Quy nó ngáo. Nguyên tìm được một viên đá nữa là Nguyên nâng cấp rồi. Cấp bậc của Trương Thế Vinh đã tăng lên cấp 2. Gì kia? Đang cao nhất vẫn là anh Giang, Xuân Phạm với lại Ngô Kiến Huy. Hai cái bà bánh bèo này dắt tay nhau đi, hôm qua đi kiếm đá đi để lên hạng cho bị xé bây giờ. Chết cha chú Tinh. Mà tự nhiên đi đâu vậy? Ủa trời ơi, chú nó đâu mà lẹ vậy? Chuông rất là tốt bụng, rất là dễ bị buông xuôi. Hai đứa này dễ thương quá. Đây có chị của em, hai đứa. Ủa Chuông, xin lỗi mọi người nha, tại vì đó là Ninh Như, Lan Ngọc và Thúy Ngân thôi. Còn nếu đó là Nam Thư thì Chuông nó đè nó xuống, nó xé, không những nó xé cái bản tên, nó còn xé áo, xé quần nữa. Ngô Kiến Huy đã tìm được đá nâng cấp. Thôi Huy lên tới level 5 rồi. Tăng lên cấp 5. Ai sẽ được Huy hết. Trời. Karit có chơi Running Man không vậy Karit ơi? Chơi thì vô đi kiếm đá đi em ơi. Chở đem xuống được rồi. Mặt thông thả quá kìa. Trường Giang loại. Trường Giang loại. Ủa sao Ngọc em đi một mình vậy bé Ngọc? Sao bé Ngọc này nó đi một mình, nó tác chiến đơn lẻ nguy hiểm quá vậy ta? Rồi. Nổi da gà này mọi người, tôi nổi da gà này mọi người. Ôi, tôi nổi da gà này mọi người. Khỏi luôn. Tôi là một fan cứng của Running Man, nhìn cái hình dáng này. Các bạn có thể sử dụng đá nâng cấp để mua. Chết rồi, chết cái gái của chúng ta rồi. Nhìn với cái hình dáng này thì không thể ai khác. Đến cửa hàng. Trời ơi, một chú hổ đang rình mồi và xuất hiện. Mới chỉ có level 2. Đại diện cho sức mạnh thì còn ai nữa? Kim Jong Kook. Anh hổ xuất hiện. Trời ơi, chiến thần. Rồi anh hổ với anh Kim Jong Kook chúng ta phải gọi là chiến thần của Running Man. Chiến thần, đúng nghĩa là chiến thần. Anh tôi sẽ giúp mọi người cảm nhận được sức hút của Running Man. Fatin. Anh nhẹ nhẹ nhàng với hai đứa gái bên băng em nha. Dạ. Còn mấy thằng trai cậy, còn mấy hai đứa gái em nhẹ nhẹ tay tôi rồi. Khi em biết với sức anh thì 1 phút 30 giây, anh hổ à. Trời ơi, mà hôm nay Thư đã cố tình chọn lấy ao này để đón khách mời luôn á. Nhưng mà chút là anh hổ, anh đang rình mò. Rồi, anh thấy rồi. Con ngồi giỡn được mọi người, Huy còn giỡn được. I'm here rồi. I'm here hả? Vô anh trai. Hello. Chết rồi. Chú hổ, một chú hổ rất là dũng mãnh đang tia hai em thỏ. Cái gì hết hồn vậy? Hai đứa nó giật mình kìa. Ủa tự nhiên thấy cái Xuân Phạm bị lật lì lật lọi luôn mà sao? Người quen. Brother. I know we don't know. Now you run, ok. Chạy đi còn Nam we run nữa, chạy lẹ hay we sứ thì chạy đó. Ngân dễ thương quá mọi người, Ngân không biết gì hết, bây giờ bạn biết nè. Chạy đi Ngân, đừng phe vô ăn vô nữa, lẹ đi Ngân. Anh không có tha ai đâu Ngân ơi, ảnh như là một chiến thần gì đó Ngân. Chạy đi Ngân không ảnh gì như một con hổ. Vâng rồi, tới đây bé gái ơi, tới đây. Giờ là đang 5-1 nha mọi người. Một mình anh Kim Jong Kook chấp hết. Tôi lo quá à. Tôi lo cho giọng cá của tôi quá à. Thứ nhất là anh Kim Jong Kook ảnh đã thông thạo địa hình ở cái tòa nhà này là SBS. Thì Running Man Hàn Quốc đã đua ở đây rất nhiều. Anh Kim Jong Kook đã thuộc hết tất cả các nơi rồi. Đó là một cái lợi thế cho ảnh. Thứ hai nữa mọi người biết rồi, như Thư đã nói, ảnh là chiến thần. Khiếp. Đừng Ngọc, đừng vị trí tò mò Ngọc, đừng Ngọc. Ngọc bạn mệnh. Đó bắt đầu loại mặt ăn gian rồi. Mày xạo hả Ngọc? Trời ơi, anh còn tìm kêu chọc lét nữa. Thôi miền rồi, phải được sống lại lần nữa rồi. Nãy giờ là anh hổ là anh vẫn còn đưa tay, bây giờ bắt đầu anh dạy cuộc chơi. Cảm thấy như anh Kim Jong Kook đó không sợ gì hết mọi người, anh mạnh quá, anh khỏe, anh đúng là tên hổ luôn. Anh biết ra liền, anh chơi 11 năm rồi quá kinh nghiệm chạy đi chứ. Ủa bé Ngọc chơi mặc cái áo luôn nữa hả? Trời, Ngọc chơi vậy ai chơi lại Ngọc? Hết quy rồi, chết quy rồi. Lẹ người ta lật con người ta liền. Trời bà Ngọc còn lao vô nữa, bà Ngọc xung ba kia dễ sợ thương bà Ngọc quá à. Trời ơi nhanh quá. Ủa quý vị còn bạn tên nữa hả? Hồi sinh nữa hả? Tôi nghiệp đang nhỏ mới hồi sinh các bạn nữa. Liên minh của người già. Chết Ngọc rồi, rồi xong. Nhanh quá. Anh Thư thấy skill của anh Kim Jong Kook đó, mỗi lần mà anh chỉ cần nóng được cái bảng tôm thôi. Anh hổ chỉ cần không phải, anh hổ chỉ cần giữ được cái áo thôi. Rồi xong. Từ lúc đem túi cát tới gì giỏi thì phát. Trời ơi. Chết rồi, chết rồi, chết ngang Ngân rồi, chết rồi. Anh Giang ôm lại. Trời ơi, anh Giang ôm có chân thì làm gì được. Chết tay Ngân rồi, chết tay Ngân rồi, chết tay Ngân rồi. Tiếng rẹt hết sức là nhẹ nhàng. Trời ơi, đang bàn kế hoạch rồi bên này anh Kim Jong Kook đang đứng sau lưng. Còn tỉnh lặng teo rồi. Tại vì anh bên đây cũng chả biết gì luôn. Rồi xong. Anh đi sau lưng. Anh rất. Anh mà chết đi. Ngang nhiên hành động không chút do dự. Chưa kịp nằm bọn tôi làm đó. Cuộc chạm trán giữa hai người mạnh nhất của Running Man Việt Nam và Running Man Hàn Quốc là Trương Thế Vinh và Kim Jong Kook. Và một em, Huy trước, Lan Ngọc, Lê Minh Phát, Thúy Ngân, Karit. Hiệu lực của cái khóa chân còn 30 giây nữa thôi anh Vinh ơi. Anh Vinh sẽ được anh hổ. Nhưng mà cũng nhờ vào cái siêu năng lực cái còng chân, chứ không có cái còng chân thì cũng không thể đâu. Yeah, anh Vinh nếu không có năng lực thì tôi đã không thể được. Yeah. Thank you, anh Kim Jong Kook đã tham gia Running Man Việt Nam Chơi Là Chạy mùa 2. Ngoài dàn cast là những fan hâm mộ của dàn Running Man của anh Kim Jong Kook thì trong đó có cả Thư nữa. Rất cảm ơn anh Kim Jong Kook đã đến với Running Man nha. Rồi bây giờ mình lại coi dàn Việt Nam của chúng ta đấu tiếp. Mạnh quá. Rồi rách áo rồi. Trời cái sấy rách áo, trời rách áo nhỏ. Sao mà lên được, vẫn lên tụi em. Em nghĩ là anh Vinh cũng nghĩ tại là anh Vinh ảnh có thể khoan nha. Nãy thấy trận đấu với anh Vinh như là anh nghĩ là Chung thắng. Kim Jong Kook rồi, ảnh khỏe lắm. Người chiến thắng chính là Xuân Phạm. Xuân Phạm. Yeah! Xuân Phạm. Biết ngay mà nó sẽ sử dụng xương lực mà không biết xương lực của Chung là gì. Vậy là khép lại cái hành trình mọi người đi Hàn Quốc hết sức là vui vẻ và chơi cũng hết mình, và chúng ta đã tìm ra người mạnh nhất. Người thể hiện sức mạnh nhất ở Hàn Quốc về Running Man đó chính là Xuân Phạm. Chúc mừng Xuân Phạm đã chiến thắng tập này nha. Trời ơi, hồi hộp coi tập tiếp theo quá à. Và reaction của Thư tới đây cũng hết rồi. Xin tạm biệt tất cả mọi người, và mọi người ơi nhớ theo dõi kênh của Thư nha, là Nam Thư Official, và nhấn cái chuông nha, nhấn cái chuông để có video mới mình xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở reaction tập sau.